Chúa cùng anh chị em. Thưa anh chị em, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này để cùng với toàn thể giáo hội kính nhớ thánh Ignatio Antiochia, giám mục tử đạo. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết noi gương người, can trường làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, xác tín tin tưởng vào không có ai ngoài Chúa Giêsu chính là gia nghiệp, là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta. Cùng hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện theo như ý người xin. Xin ơn chữa lành, xin ơn bình an, dâng lời tạ ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn bà Maria Nguyễn Thị Vải, linh hồn Rosa Trần Thị Hồng Yến, linh hồn Maria Vũ Thị Vi dỗ 15 năm, linh hồn Lucia nhân ngày lễ dỗ, linh hồn Maria Ferro Giuse, linh hồn thai nhi tiên nhân nội ngoại và các linh hồn. Giờ đây chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa xin tôn lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Các anh hùng từ đạo can đảm tuyên xưng đức tin để làm vẻ vang cho toàn thể hội thánh. Hôm nay chúng con mừng thánh gia mục Ignatio đã qua đường khổ nạn mà đạt tới vinh quang. Xin cho chúng con cũng được nhờ công đức của người mà giữ vững một niềm tin bất khuất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô và các tín hữu trong Đức Giêsu Kitô. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời trong Đức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương, chiếu theo thánh ý của Ngài. Ngài đã tiền định cho chúng ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Trong Người, chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa phán: khốn cho các ngươi ở những người xây cất mồ mả các tiên tri mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi, vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nói: ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số đó người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Zacharia, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải tâm bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi hỡi như tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khóa sự hiểu biết, chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại. Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm và chất vấn người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng người thốt ra chăng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con, chúng ta vừa nghe bài tin mừng Thánh Luca thuật lại những lời nặng lời quả trách của Chúa Giêsu dành cho các luật sĩ biệt phái. Chúa quả trách họ vì thái độ chai lì và ngoan cố của họ. Bề ngoài họ chú trọng đến những hình thức bề ngoài mà không lo thanh tẩy cõi lòng. Họ xây mộ các ngôn sứ mà chính cha ông họ đã giết. Nhưng mà thưa anh chị em, họ lại đang tìm cách để giết hại các ngôn sứ, các luật, những người đến nói lời của Thiên Chúa. Họ bưng tai bịt mắt và không chịu canh tân cõi lòng. Đó là lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cần phải thanh tẩy cõi lòng của chúng ta sao cho nó xứng với danh hiệu là Kitô hữu. Chúng ta đừng rơi vào thái độ của những người luật sĩ và biệt phái, chỉ chăm chút bề ngoài mà không lo thanh tẩy cõi lòng. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa chúng ta để từng giây từng phút chúng ta canh tân đời sống của chúng ta, thanh tẩy cõi lòng của chúng ta để sao xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa, và sự hiện diện của chúng ta luôn nhớ rằng sự hiện diện của chúng ta phải là sự hiện diện của một Thiên Chúa đấng giàu lòng xót thương đang ở giữa dân người. Amen. Anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận
Lạy Chúa, Thánh Ignatio từ đạo đã trở thành hạt lúa miên của Chúa Kitô cho thu giữ nghiền nát, và nhờ đó trở nên bánh tinh tuyển được Chúa thương chấp nhận. Nay xin Chúa cùng ghe mắt nhân từ nhìn đến của lễ chúng con dâng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng quay đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chứng để tuyên xưng danh Chúa theo gương Đức Kitô. Mong của Thánh Ignatio từ nào đã đổ ra bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa, qua đó Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bàn chân móng giòn của con người, cùng có sức lực yêu đuôi của họ để làm chứng cho Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, vì thế cùng với đạo binh thiên quân, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: ngân này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu cô hình người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một tê tức ơn xong bữa ăn, tôi người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cương, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêu chiến và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chiêu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Gioan, chúng con và toàn thể hàng giáo sinh. Xin Chúa nhớ đến tất cả anh chị em tín hữu chúng con đã qua đời. Nhớ đến bà Maria Nguyễn Thị Vài, chị Rosa Trần Thị Hồng Yên, Quý linh mục tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân anh chị em trong gia đình Thánh Martino, những anh chị em đã khắc tên mình trên những viên đá dâng kinh nuôi Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse các thánh, và mọi anh chị em tin như chúng con đã an nghỉ trong Chúa, xin ban cho tất cả những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết tay được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời
cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sông đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa kêu thế và theo thế tức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng kêu chúng con gọi mọi sự dừng, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương kêu dô, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin Thánh Thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đời chiên Thiên Chúa, người đang xóa tội trần gian vô trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
ngày sinh nhật trên trời của vị thánh giám mục Antiochia, Chúa này lấy bánh bơi trời bồi dưỡng chúng con, ước chi lương thực này đem lại cho chúng con nguồn sinh lực mới, giúp chúng con sống và hoạt động thế nào cho xưng danh là Kitô hiệu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong những ngày này con đi dự lễ nhận sứ của các cha, con đi đến rất nhiều nhà thờ, thì con về con thấy Hà Phát của chúng ta đúng là thiên đàng. Chẳng hạn hôm nay con đi đến một cái giáo xứ thành lập cách chúng ta 20 năm rồi, mà thì cũng có nhà thờ, nhưng mà chắc nhà thờ mình bỏ xa người ta 20 năm, các cơ sở nó sập xệ thấp, rồi còn có nhiều nơi còn tệ hơn nữa, nghèo lắm. Chẳng hạn như là Tân Ngãi con sắp về thì lại chỉ là một cái nhà tiền chế thôi. Này cũng là giáo xứ, là nhà xứ cũng tiền chế mọi thứ, còn sập xệ lắm. Con nói như vậy để cho thiếu nhi chúng con, nhất là thiếu nhi chúng con, thầy Chúa thường Hà Phát quá sức rồi. Trên đường con đi về, có một cha bạn nói với con là Hà Phát của anh bây giờ là xếp vào thứ hạng rồi. Mà đúng là quả thế anh chị em. 6 giờ sáng nay con đã thấy có xe 50 chỗ từ Vĩnh Long lên đây để kính viếng Đức Mẹ. Là đó là ơn lành Chúa ban cho Hà Phát, anh chị em và thiếu nhi chúng con ở lại cố gắng gìn giữ ngôi nhà của Chúa đây và mọi chỗ, đừng có vẽ bậy và đừng có làm hư nhà của Chúa. Để được như này, mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu người, nhớ thế để cảm ơn Chúa. Nhà thờ của chúng ta thì không hoành tráng, nhưng mà ít là 30 năm nữa chúng ta cũng chưa phải là đụng chạm. Anh chị em biết là để xây được ngôi nhà thờ như nhà của chúng ta đây phải tính vài chục tỷ thưa anh chị em, chưa kể mọi thứ thế chúng ta đã làm được. Còn tranh thủ còn vài ngày cuối con sẽ cố gắng còn sơn lại một chút, nếu nó, anh chị em biết của bền tại người đó, con cứ nghĩ như thế, cho nên chỗ nào nó dạn một chút thì con sẽ sơn lại một chút, hoặc là nó chỗ nào nó thấm thì con sẽ chống thấm lại một chút để nó có bền theo thời gian, để nhà của Chúa mãi mãi đẹp. Chúng ta tạ ơn Chúa. Còn có hai bệnh nhân, một ông cụ ở trong Vĩnh Tân không có tiền xạ trị bị ung thư, mà nó đã ăn vào quay hàm rồi, nó không có tiền xạ trị, bệnh viện Sinmark người ta gọi cho con, thì con ca mời hết 30 triệu, thì con xin được 15 triệu rồi. Thế chiều nay Chúa thương con cầu nguyện mãi, thì có một cái chị gọi, chị cho con 10 triệu, thế là được 25 triệu rồi, để cho cái bệnh nhân để có thể xạ trị được. Nhưng mà có một ông ở Thanh Sơn ở Định Quán đang nằm ở phòng hồi sức tích cực bệnh viện Thống Nhất, 69 tuổi rồi, Nguyễn Văn Thanh. Bà ấy cũng lớn tuổi, hai ông bà chả làm gì, không có tiền để chạy chữa, đang nằm ở phòng hồi sức tích cực. Con cũng chưa có xin được bao nhiêu cho bệnh nhân này. Con kể thế để anh chị em và thiếu nhi chúng ta cùng cầu nguyện và thấy mình còn hạnh phúc bao nhiêu Chúa thương chúng ta, để chúng ta sống tốt hơn nha. Thiếu nhi siêng năng đi lễ một chút con, gắn bó với Chúa Giêsu nơi thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin